Xin chào các em. Cô xin giới thiệu với các em để bắt đầu bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy quan sát hai hiện tượng. Đó là hiện tượng đinh sắt bị han rỉ và hiện tượng cháy rừng. Hai hiện tượng này thì người ta gọi cái hiện tượng đây, hiện tượng sự han rỉ của đinh sắt là phản ứng chậm. Còn hiện tượng cháy rừng người ta gọi là phản ứng nhanh. Vậy căn cứ vào đâu để xác định đâu là phản ứng chậm, đâu là phản ứng nhanh thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu bài ngày hôm nay, đó là bài 36 tốc độ phản ứng hóa học. Để tìm hiểu bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu những phần nội dung chính sau đây. Thứ nhất đó là khái niệm thế nào là tốc độ phản ứng. Phần thứ hai đây là các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng. Và phần thứ ba là ý nghĩa thực tiễn của tốc độ phản ứng. Phần thứ nhất về khái niệm. Để tìm hiểu về khái niệm thế nào là tốc độ phản ứng thì cô mời các em hãy xem ví dụ sau đây, xem một cái thí nghiệm sau đây. Và quan sát ống nào xuất hiện kết tủa trước. Khái niệm về tốc độ phản ứng. Lấy vào hai ống đong, mỗi ống 4 ml dung dịch axit sulfuric 0,1 m. Sau đó đổ đồng thời vào hai ống nghiệm. Ống thứ nhất chứa 4 ml dung dịch natri thiosulfat 0,1 m. Ống thứ hai chứa 4 ml dung dịch bari clorua 0,1 m. Quan sát tốc độ hình thành kết tủa trong mỗi ống và rút ra nhận xét. Chúng ta thấy sau khi vừa đổ đồng thời hai ống nghiệm chứa axit sulfuric vào hai ống nghiệm trên thì ta thấy dung dịch bari clorua ngay lập tức xuất hiện kết tủa màu trắng. Còn trong khi đó dung dịch natri thiosulfat vẫn chưa thấy có nhiều hiện tượng. Chúng ta cùng quan sát tiếp. Sau khoảng thời gian thì bắt đầu dung dịch natri thiosulfat mới bắt đầu xuất hiện kết tủa, tuy nhiên cũng chưa hẳn kết tủa hết toàn bộ phần dung dịch. Chứng tỏ rằng dung dịch bari clorua và axit sulfuric có tốc độ phản ứng xảy ra nhanh hơn so với natri thiosulfat và axit sulfuric. Vậy ta kết luận tốc độ phản ứng là gì? Phản ứng giữa bari clorua người ta sẽ với axit sulfuric người ta sẽ gọi là phản ứng có tốc độ phản ứng xảy ra nhanh hơn so với natri thiosulfat và axit sulfuric. Vậy tốc độ phản ứng là được xác định bằng độ biến thiên nồng độ của một các chất, của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian. Cô nhắc lại, tốc độ phản ứng thường được xác định bằng độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian. Vậy tốc độ phản ứng trung bình của phản ứng là gì? Chúng ta hãy cùng xét phản ứng. Chất A tạo thành chất B. Người ta yêu cầu tính tốc độ của phản ứng trên trong khoảng thời gian từ T1 đến T2. Chúng ta thấy A là chất tham gia phản ứng, B là sản phẩm. Trong quá trình phản ứng, chất A ngày càng giảm. Giả sử nồng độ ban đầu của chất A là C1 và nồng độ sau phản ứng của chất A là C2 thì ta sẽ có C1 sẽ lớn hơn so với C2. Còn nếu như đối với chất B, ban đầu khi chưa xảy ra phản ứng thì chất B chưa có, nhưng dần dần trong quá trình, trong thời gian phản ứng từ T1 đến T2 thì
nồng độ của chất B ngày càng tăng lên và chứng tỏ rằng nồng độ sau sẽ lớn hơn so với nồng độ đầu. Vậy để tính tốc độ trung bình của phản ứng V thì ta sẽ thấy tốc độ phản ứng bằng độ biến thiên nồng độ, bởi vì là nồng độ của chất A ban đầu ngày càng giảm, cho nên V sẽ bằng trừ C1 trừ C2. Bởi vì C1 bé hơn C2 đúng không? Cho nên là cái giá trị hiệu này nó sẽ âm. Và để tốc độ phản ứng thì không bao giờ âm cả, nên người ta sẽ đặt dấu trừ vào đằng trước. Nếu xét theo là chất tham gia phản ứng thì sẽ bằng trừ của C1 trừ C2 trên T2 trừ T1. Vẫn là T2 trừ T1 bởi vì thời gian thì vẫn là thời gian sau trừ thời gian đầu. Và bằng trừ delta CA trên delta T. Và nếu tính theo sản phẩm của chất B thì sản phẩm của chất B ta sẽ có này, là sẽ bằng biến thiên nồng độ của chất B chia khoảng thời gian T2 trừ T1 và bằng delta CB trên delta T. Ta sẽ thấy là cái giá trị V ở dưới này sẽ không có dấu trừ nữa, bởi cái giá trị C2 trừ C1 này đã là giá trị dương rồi, nên V sẽ không cần đặt dấu âm nữa. Phần thứ hai, các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng. Thì để xét các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng thì đầu tiên chúng ta cần phải nhớ sẽ có 5 yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng. Yếu tố thứ nhất đó là ảnh hưởng của nồng độ. Chúng ta hãy quan sát thí nghiệm sau đây. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng. Hai ống nghiệm, ống 1 chứa 2 ml và ống 2 chứa 4 ml dung dịch natri thiosulfat 0,1 m. Thêm 2 ml nước cất vào ống nghiệm 1, ta được 4 ml dung dịch natri thiosulfat 0,05 m. Sau đó cho đồng thời vào hai ống nghiệm, mỗi ống 4 ml dung dịch axit sulfuric 0,1 m. So sánh tốc độ hình thành kết tủa trong hai ống nghiệm và rút ra nhận xét. Đến khi này ta đã có thể nhìn rõ rằng là cái tốc độ của phản ứng số 2 sẽ xảy ra tốc độ phản ứng nhanh hơn so với tốc độ của phản ứng ống số 1. Vậy thì chúng ta để quan sát tiếp. Bắt đầu khi đó thì dung dịch ở thứ nhất này cũng bắt đầu đậm dần lên, tuy nhiên cũng không thể đậm bằng dung dịch ở ống thứ hai. Vậy ta có nhận xét rõ ràng là ống thứ hai có tốc độ phản ứng xảy ra nhanh hơn so với tốc độ của phản ứng thứ nhất. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến ống thứ hai có tốc độ phản ứng xảy ra nhanh hơn? Chúng ta thấy nồng độ của dung dịch natri thiosulfat ống thứ hai đậm đặc hơn so với nồng độ của dung dịch natri thiosulfat ống thứ nhất. Rõ ràng bởi vì ban đầu là ống thứ nhất không có pha thêm nước, nhưng ống thứ hai lại có pha thêm 2 ml nước. Do đó, mặc dù cùng thể tích, tuy nhiên nồng độ của natri thiosulfat trong ống thứ nhất nhỏ hơn so với nồng độ của natri thiosulfat ở ống thứ hai. Cho nên khi cùng đổ một lượng như nhau, nồng độ như nhau axit sulfuric vào dung dịch natri thiosulfat ở ống thứ hai thì tốc độ của phản ứng xảy ra sẽ nhanh hơn, bởi vì có nhiều phân tử natri thiosulfat hơn. Như vậy, qua thí nghiệm này chúng ta sẽ thấy
Nồng độ ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng như thế nào? Nồng độ sẽ ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng theo tỷ lệ thuận. Có nghĩa là nồng độ một chất tham gia phản ứng càng nhiều thì tốc độ phản ứng càng tăng. Nó giống như cái thí nghiệm đó là nồng độ của natri thiêu sunfat càng lớn thì tốc độ phản ứng xảy ra càng nhanh. Và ngược lại. Ngược lại đây có nghĩa là gì? Là nồng độ của các chất tham gia phản ứng mà càng giảm, đó là biểu hiện ở ống số 1 đúng không nhỉ? Thì tốc độ phản ứng xảy ra sẽ càng chậm. Đấy là yếu tố ảnh hưởng thứ nhất, đấy là yếu tố ảnh hưởng của nồng độ. Vậy yếu tố ảnh hưởng thứ hai, đó là yếu tố ảnh hưởng của cái gì? Đó là ảnh hưởng của áp suất. Thì áp suất sẽ ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng có chất khí. Chất khí mới có áp suất nhé. Chúng ta sẽ không xét đến các chất rắn. Vậy thì áp suất mà càng tăng thì tốc độ phản ứng sẽ càng tăng. Chúng ta nhớ ở đây. Tức là cũng là tỷ lệ thuận, áp suất tăng thì tốc độ phản ứng tăng. Yếu tố ảnh hưởng thứ ba là yếu tố ảnh hưởng của nhiệt độ. Chúng ta cùng quan sát thí nghiệm sau cho cô. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng. Chuẩn bị hai cặp ống nghiệm, mỗi cặp gồm một ống có chứa 4ml dung dịch natri thiêu sunfat 0,1m và ống kia chứa 4ml dung dịch axit sulfuric 0,1m. Đem ngâm cặp số 1 vào cốc nước nóng. Sau một thời gian, lấy hai ống nghiệm ra khỏi cốc. Đổ đồng thời dung dịch axit sulfuric vào dung dịch natri thiêu sunfat của mỗi cặp tương ứng. Quan sát tốc độ hình thành kết tủa trong hai ống nghiệm và rút ra nhận xét. Quan sát rõ ràng ta thấy khi mà ngâm cặp ống nghiệm hai chất ở cặp thứ nhất vào nước nóng và sau đó đổ vào nhau thì ta sẽ thấy là tốc độ phản ứng xảy ra xuất hiện kết tủa màu trắng sớm hơn rất nhiều so với cặp số 2. Cặp số 2 là để nhiệt độ thường. Và đến thời điểm này, thời điểm cuối kết thúc video thì cái màu kết tủa nó cũng hơn, vẫn hơn đậm hơn so với lại cái ống cặp thứ 2. Vậy chứng tỏ rằng là cái cặp thứ nhất đã chịu ảnh hưởng của nhiệt độ. Nhiệt độ khi ngâm vào trong cốc nước nóng có nghĩa là nhiệt độ tăng lên. Thì khi nhiệt độ tăng lên thì làm cho cái quá trình xảy ra phản ứng sẽ xảy ra nhanh hơn. Ra có kết luận, nhiệt độ càng tăng thì tốc độ phản ứng càng tăng. Đó là yếu tố ảnh hưởng của nhiệt độ. Yếu tố ảnh hưởng thứ ba, đó là yếu tố ảnh hưởng của diện tích bề mặt. Ảnh hưởng của diện tích bề mặt đến tốc độ phản ứng. Hai ống nghiệm chứa hai mẫu đá vôi có khối lượng bằng nhau, một mẫu có kích thước hạt nhỏ hơn mẫu còn lại. Cho hai mẫu đá vôi cùng tác dụng với hai thể tích bằng nhau của dung dịch axit clohydric cùng nồng độ. So sánh tốc độ phản ứng xảy ra trong hai ống nghiệm.
nhận xét về thời gian phản ứng ở hai ống nghiệm và rút ra kết luận. Chúng ta thấy rõ ràng ống nghiệm khi mà một đá vôi là cái mẫu nhỏ ấy, hạt đá vôi là hạt hạt nhỏ, thì tốc độ phản ứng xảy ra rất là mãnh liệt ngay từ ban đầu, bọt khí sủi lên rất là mạnh so với lại ống mà đá mẫu đá vôi có hạt to hơn. Này, chúng ta thấy sủi bọt rất là mạnh. Và sau một khoảng thời gian khi mà nhận xét về thời gian phản ứng ở hai ống nghiệm và rút ra kết luận, khi mà mẫu đá vôi thứ hai đã dừng hẳn phản ứng thì ống thứ nhất hiện tượng xảy ra vẫn đang xảy ra, đúng không ạ? Tức là phản ứng xảy ra vẫn đang tiếp tục xảy ra, bởi vì chúng ta nhìn thấy một cái lượng đá vôi ở đây vẫn có rất là nhiều. Trong khi đó là cái phản ứng ở phía bên phải này, chúng ta sẽ thấy là phản ứng này đã kết thúc rồi. Vậy chứng tỏ rằng là diện tích bề mặt của cái mẫu đá vôi mà được nghiền nhỏ ra sẽ có diện tích bề mặt lớn hơn, cho nên là tốc độ phản ứng xảy ra sẽ nhanh hơn. Vậy diện tích bề mặt càng tăng thì tốc độ phản ứng sẽ càng tăng. Phần tiếp theo đấy là phần ảnh hưởng của chất xúc tác. Chúng ta hãy quan sát thí nghiệm. Phản ứng này là phản ứng phân hủy hydroperoxit. Hydroperoxit ban đầu chúng ta đổ ra cốc cũng không thấy có hiện tượng gì cả, đúng không ạ? Sau đó người ta sẽ thêm vào đó một ít bột mangan dioxit. Thì thấy xuất hiện phản ứng có bột khí thoát ra rất là nhiều. Như vậy chứng tỏ có phản ứng xảy ra. Và thử cái khí mà thoát ra như thế, chúng ta sẽ sử dụng ngọn thử thì thấy rằng là que đóm bùng cháy, chứng tỏ rằng cái khí xuất hiện này đó là khí oxy. Vậy đây sẽ là phản ứng của phân hủy hydroperoxit để tạo thành khí oxy và nước. Vậy chất xúc tác ở đây đó chính là mangan dioxide. Khi cho mangan dioxide vào thì sẽ thấy là tốc độ của phản ứng xảy ra nhanh hơn, so xảy ra rất là nhanh. Và chúng ta kết luận là chất xúc tác sẽ làm tăng tốc độ phản ứng. Và có một cái lưu ý đó là chất xúc tác sẽ không thay đổi về khối lượng sau phản ứng kết thúc. Có nghĩa là mình cho bao nhiêu mangan dioxide thì sau cuối cùng mình cũng vẫn sẽ thu được còn lại là từng đó mangan dioxide. Như vậy là đấy là 5 yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng. Phần tiếp theo đấy là ý nghĩa thực tiễn của tốc độ phản ứng. Chúng ta sẽ thấy tốc độ phản ứng sẽ sử dụng để giải thích các hiện tượng trong đời sống và ứng dụng trong sản xuất, đó là trong hàn cắt kim loại. Hàn cắt kim loại chúng ta sẽ thấy này. Nhiệt độ của ngọn lửa acetylen cháy trong oxy cao hơn rất nhiều so với cháy trong không khí. Great.
Ứng dụng thứ hai, đây là ứng dụng trong đời sống. Chúng ta thấy, có thể thấy là đây là nồi áp suất. Thì người ta thường sử dụng nồi áp suất để hầm nấu những cái thức ăn mà khó lâu chín, đúng không? Ví dụ như là xương rồi là các loại thịt, thì nó sẽ nấu nhanh hơn so với lại cái nồi nấu bình thường. Chính là do đây là ảnh hưởng của áp suất ấy. Hoặc là than tổ ong. Hoặc là đây tủ lạnh. Tủ lạnh thì sẽ giữ được thức ăn lâu hơn so với để bình thường. Như vậy đây sẽ là ảnh hưởng của nhiệt độ, đúng không? Chúng ta trở lại cái than tổ ong thì ví dụ như là người ta có những cái lỗ này để tăng cái diện tích tiếp xúc của than với không khí và làm cho than trở nên dễ cháy hơn. Như vậy đấy là một số những cái ứng dụng của tốc độ phản ứng vào thực tiễn đời sống. Chúng ta sẽ vào một số những câu hỏi củng cố. Câu hỏi 1, cho phản ứng sắt phản ứng với axit clohydric tạo ra muối. Cô xin lỗi là sắt 2 clorua và hydro. Nếu tăng nồng độ của dung dịch axit clohydric thì số lần va chạm giữa các chất sẽ. Chúng ta sẽ thấy này, tăng nồng độ của axit clohydric thì khi đó cái số lượng các phân tử axit clohydric sẽ nhiều hơn, và khi mà nồng độ nhiều hơn, số lượng tăng lên, số lượng các phân tử tăng lên thì do đó số lần va chạm giữa các chất sẽ xảy ra nhiều hơn, tăng, và do đó khi va chạm mà càng tăng thì sẽ làm cho những cái va chạm có hiệu quả trở nên tăng lên, và do đó sẽ xảy ra phản ứng nhanh hơn. Như vậy sẽ là chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây, đó là đáp án C. Câu hỏi số 2, khi tăng áp suất, nồng độ của các chất khí tăng theo tốc độ của phản ứng. Nồng độ của chất khí tăng nên tốc độ của phản ứng sẽ tăng. Câu số 3, so sánh tốc độ của hai phản ứng sau thực hiện ở cùng nhiệt độ và khối lượng của kẽm sử dụng là như nhau. Tuy nhiên ở đây với cùng dung dịch đồng sunfat 1M nhưng sử dụng với là kẽm bột hoặc kẽm hạt, thì với trường hợp là kẽm bột chúng ta sẽ thấy là cái diện tích tiếp xúc tăng hơn so với ở dạng hạt, và do đó là kết quả khi mà tốc độ phản ứng tăng cho nên sẽ làm cho cái tốc độ phản ứng cái hạt này sẽ xảy ra nhanh hơn, nên là cái phản ứng 1 này sẽ xảy ra nhanh hơn so với phản ứng số 2. Chúng ta sẽ cùng vào câu hỏi số 4, chính là bài 5 sách giáo khoa trang 154. Cho 6g kẽm hạt vào một cốc đựng dung dịch axit sulfuric 4M ở nhiệt độ thường. Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc độ của phản ứng biến đổi như thế nào, tăng lên, giảm xuống hay không thay đổi? Thứ nhất, thay 6g kẽm hạt bằng 6g kẽm bột. Như vậy là cùng khối lượng là 6g. Thì tuy nhiên đối với dạng bột, chúng ta vừa mới làm ở cái ví dụ trước thì thấy rằng là kẽm bột diện tích bề mặt sẽ tăng lên và do đó tốc độ sẽ phản ứng sẽ xảy ra nhanh hơn do diện tích bề mặt tăng. Thứ hai, nếu thay đổi dung dịch axit sulfuric 4M bằng dung dịch axit sulfuric 2M thì khi đó chỗ này ta thấy là nồng độ giảm đi. Nồng độ giảm từ 4M xuống 2M và chứng tỏ rằng như vậy thì ảnh hưởng của nồng độ, và khi nồng độ mà càng giảm thì tốc độ phản ứng sẽ càng giảm. C là thực hiện phản ứng ở nhiệt độ phản ứng là 50 độ C. Còn ở nhiệt độ thường, đây là nhiệt độ thường, nhiệt độ phòng, thì rõ ràng là tốc độ của phản ứng sẽ xảy ra nhanh hơn do là nhiệt độ xảy ra càng cao. Phản ứng D, dùng thể tích dung dịch
axit sulfuric 4M tăng lên gấp đôi. Thì khi đó cái thể tích này nó không ảnh hưởng gì đến tốc độ phản ứng cả, bởi do là cái nồng độ nó vẫn là 4M, chẳng qua là thể tích tăng lên gấp đôi, tức là lượng nhiều hơn. Tuy nhiên là kẽm hạt nó cũng chỉ có từng đấy thôi, nên là cái tốc độ phản ứng sẽ xảy ra không thay đổi gì cả. Thế đấy là toàn bộ cái phần cô muốn giới thiệu với các em về khái niệm về tốc độ phản ứng, cái yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và ứng dụng của tốc độ phản ứng vào giải thích một số các hiện tượng trong thực tế và có những cái ví dụ minh họa.